Xin chào quý anh chị, quay trở lại với lại chuyên mục Startup. Thì lâu nay bên em cũng ít làm video, tại vì đợt giờ tập trung làm những cái sản phẩm khác anh chị, nhưng mà Startup thì đi vẫn đều. Hôm nay thì chúng ta quay lại nhá. Đây là trên tay em đang cầm là một chiếc F12 màu trắng. Đấy, nó khá là nhẹ, độ tầm 8 kg, ráp lên nhìn cái xe nó này, em thả này, chắc nịch luôn, cứng lắm, cứng ngắc. Thì đây là chiếc xe mà bên em ráp cho anh Tùng ở thành phố Huế, Hương Thủy. Thì em làm lên cho các anh chị xem, đúng là rất đẹp đúng không ạ? Mình nhìn cái màu khung từ xa là mình thấy được con xe nó cứng cáp. Đấy, nó nhiều năng lượng, nó tích cực đúng không ạ? Nhìn nó rất là trắng mộng mơ nữa. Đấy, đại loại như em Ngọc Trinh đó. Thì bác nào thích em Ngọc Trinh thì cũng thích con này đấy. Ok nhá, thì cái con này nó sử dụng cái rúp của 105 R7010. Tuy nhiên là cái ngà 105 thì hết, cho nên là thôi anh khách chơi láng luôn, chơi lớn luôn, là quất hẳn một cái ngà mua tẹt ga. Đấy, thì nó bù 1 triệu thôi. Nhưng mà mình được cái là thắng thiệt nó sớm hơn, sướng hơn. Bởi vì là cái ngàm này á, thì cái gôm của nó là gôm zin. Còn nếu mà anh chị nào xài ngàm 105 thì mình phải thế cái cặp gôm vào. Thì thắng nó kiểu không phải là nó không sướng, nhưng mà cái này là cái gôm này gôm màu đen này, mà cái gôm của cái thằng mà thế vào á, là nó màu xám. Thành ra cái xe nó mất đi chút gì đó gọi là cái bản sắc góc của nó ha. Ở đây thì bên em xài cái Yên Broman này. Đấy, cái này là cái thương hiệu luôn. Tại vì nó xài sướng quá cho nên là thôi lấy cái này làm góc luôn, không có thay đổi gì nữa hết. Thứ hai là giá nó cũng vừa hợp lý, chỉ có 450.000 cái Yên này thôi, cho nên là anh em xài tiết kiệm nữa. Đấy, còn đây là em quay thử cái trớn nhá. Đó. Tiếng này rất là chắc đúng không ạ? Tiếng là đánh rất là chắc, nó không bẹt. Đánh rất là chắc. Đấy. Rồi bộ rúp truyền đầu này, bộ rúp 105 thì cái này, cái giò dĩa 105 này, cùi 105 này, sên 105, lip 105 đó. Còn vành thì vành Campanolo, vành cắm dẹp nhá. Cái má này có vẻ là cái má AC3, cái cặp vành này khá là chất lượng đấy. Đấy, cái tổng cái con xe này đồ khoảng tầm 8 kg thôi. Mình xách rất là nhẹ, mà lúc nào thích là mình qua đường đúng không ạ, qua đường mà mình kẹt xe là thôi mang này đi luôn, nó rất là nhẹ nhàng đúng không anh chị. Con này tổng thiệt hại nó hơn 45 triệu một chút xíu thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ Tâm Đức. Còn đây là cái phần dây cuốn kim đông, quả dây cuốn này này cũng phải nói thẳng luôn là không biết khi nào xài nó mới hư. Bởi vì cái này nó nhìn nó chắc mà nó bền, mà nó thẩm mỹ, nó đẹp lắm. Đó, mình bấm thử ha. Đấy, đó rồi. Ok, thì tạm thời như vậy. Hình nhà không màu trắng này còn khá là nhiều. Có một đợt khách hàng đặt rất là nhiều màu trắng về cái màu này rất là đẹp đúng không ạ? Mình nhìn được cái ba cái sọc xanh đỏ này này, mình thấy cái xe nó cứng lắm, nó rất là mạnh. Ok, tạm thời thì em xin khái quát sơ bộ như vậy chút xíu. Anh chị nào là quan tâm cái video này thì nhấn subscribe kênh YouTube Hồ Tâm Đức, cũng như là quan tâm sản phẩm thì vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của Tâm Đức nhé. Ở dưới cái phần mô tả có 4-5 số điện thoại của phòng kinh doanh các anh chị. Anh chị liên hệ bạn nào cũng được, thích cái tên nào thì thích liên hệ cái đó, vì tên của anh em kinh doanh Tâm Đức rất là đẹp. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video phía sau nha. Xin chào.